Rồi và bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 21. Câu một mình có nội dung là Ipan kanri no kihon no koto wa ka? mono chữ erabinasai. Đây nào nhỉ? Những cái cơ bản về nào nhà việc quản lý vệ sinh mang tính thông thường ấy thì là việc gì? Ở đây mình sẽ chọn một một câu sai. Câu A mình gọi là go s kachido là hoạt động 5S. B mình gọi là CC chữ set B, ký ngữ nó độ AC ngành Ở đây này nhỉ, đây là mình sẽ quản lý vệ sinh. Ví dụ như là trang cơ sở ở tầng này, trang thiết bị và dụng cụ. Cô xe là Soi xả no, vệ sinh càng là quản lý vệ sinh của người tôi dùng. Thì khi mà nói đến cô xe này mình thấy sai sai đúng không? Làm gì mình phải quản lý vệ sinh của người dùng dùng thì cũng được nhỉ? Nhưng mà mình sẽ học rõ thêm về quản lý vệ sinh thông thường này có mấy cái ở nhà nhé. Và cái này mình sẽ lướt qua tài liệu một tí. Ở đây mình gọi là Ipan Secondary thì mình có hiện tại là bốn cái nhé. Đầu tiên mình gọi là Ichi, <tôi> OS. Ni, Shichichu, Shichibi, Kigu, Nano, No, Secondary, San, <phần> mình gọi là Sagio, Sano, Secondary, Jong, mình gọi là Genzaio, sự hướng nô smart. đầu tiên như nào nhỉ đây là mình sẽ giải thích, đúng không? đầu tiên mình có là năm s là một này. Và thứ hai là quản lý vệ sinh cơ sở ở tầng, trang thiết bị, dụng cụ vân vân. cái thứ ba là quản lý vệ sinh của anh người người làm việc ở đấy, chứ không phải là người dùng dùng. cái thứ tư là mình quản lý vệ sinh thực phẩm cũng như là nguồn nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 22. Câu 2 mình có nội dung là Go et de seri to wa nanesu ka? Taishimono erabinasai. Ở đây là trong hoạt động năm S đúng không? Thì ở đây mình gọi là sàng lọc có nghĩa là gì? Ở đây mình sẽ chọn một câu câu đúng. Câu A mình gọi là Chikawanai mono nakushite chukumono dake ni suru koto iranai kigu ya dogu nakushite hít khi gự ra đố gự sự cô tổ đầu tiên mình, mình, có nghĩa là làm mất hoặc là vứt bỏ những đồ mà mình không dùng và mình chỉ để lại những món đồ mà mình dùng đến tiếp bên này mình có nghĩa là là làm mất hoặc là vứt đi những món đồ những dụng cụ mà mình không dùng và chỉ để lại những món đồ và dụng cụ mà mình cần cần thiết cần đến rồi sang câu B mình gọi là kimeraita koto kimeraita tori ni được rồi cô tổ. Cê đi, cê tôn, so, cái chữ nó rứa rỗ, số nó tối linh nhị, cô để được dồi nhị, Đây là nhà là mình những việc mình có thể làm như nào nhỉ? Những việc mà đã được quyết định theo như đã được quyết định nó bên này là là mình sẽ nào nhỉ? Thực hiện những cái luật về cê là sàng lọc, sẽ tôn là sắp xếp, sẽ so sơ sơ là sạch sẽ sơ sự là chăm sóc đúng không? theo như theo như cái đó theo như cái về trước đúng không? đã được quyết định rồi thằng C mình gọi là Sesubiya kigu dogu o haratari migai tari fui tari shite kire na suru koto yogore o tori no koto ở đây nào nhỉ? đây là mình đầu tiên là nào nhỉ đây là rửa này uh, mai này lau những cái trang thiết bị dụng cụ và các loại vật dụng đúng không? và duy trì ở một trạng thái nào nhỉ sạch phía ừ. sau đây mình có nghĩa là loại bỏ những cái vết bợn đúng không thì sau khi mình đọc bài này mình thấy cái nào là hợp lý nhỉ có a đúng không có a là câu đúng trong bài này. thế là câu B này là của nào nhỉ? Câu B này là của siêu càng, ó, siêu càng, siêu càng là sẵn sàng. Còn câu C là con C này là của xe đúng không? Xe đấy, xe Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 23 cả nhà nhé, 23. Rồi câu A3 của mình có nội dung như sau. Kai firsta furoya, yokino kirehashi ga suhin ni sinai yo ni tame do sureba ii desu ka? Ma chigatte iru mono o hitochu Đầu tiên là cái nào nhỉ? Ừ. Cái miếng đó, mình đã cắt của cái chai lọ hoặc là những cái túi mà mình đã mở ra, đó, đã bóc ra. Thế nào nhỉ? Để mà cố gắng không cho cái trộn lợn vào thực phẩm ấy thì mình làm như nào thì được và câu này mình sẽ chọn một câu một câu sai rồi để làm câu này một cách hoàn chỉnh thì mình sẽ lướt qua tài liệu cho người học và ôn lại nhé rồi đầu tiên mình sẽ có ba cái đầu tiên mình có là onaji ba số nikai yo yo shimasu ở đây mình có ngữ pháp là yo ni shimasu nghĩa cố gắng cố gắng nào nhỉ? Đây là không cắt ở những cái nơi giống nhau trên hai lần. có B là kirei kuchi to kirei hachi ga atte iru koto kakunin suru. Đây là mình xác nhận cái việc gì nhỉ? Xác nhận cái việc mà đây là cái miệng cắt và cái miếng đã cắt ra thì có hợp không đúng không? Sang câu thứ ba mình gọi là kaifu shita kuroya yoki no kayu to Kirehashi no Kaji ga onaji de aru koto o kakunin suru. Ở đây mình sẽ xác nhận, xác nhận điều gì nhỉ? Xác nhận cái số lượng của cái chai lọ và cái túi đã mở có giống nhau với cái số lượng mà mình, cái miếng mà mình đã cắt ra không, không. Rồi sau khi mình ôn lại kiến thức này xong thì mọi người xem câu nào là chính xác nhỉ? Của à, A. Mình có là Kire Uchito khi đây Haragata Atte được cô tổ căng đến là mình xác nhận là cái miệng cắt và cái miếng đã cắt thì hợp nhau hay không đúng không? Thì câu này là câu đúng đúng không? câu b Onagibasu Nikaio kĩ được nhiều nhị sư có nghĩa là mình cố gắng cắt ở cái điểm cái nơi giống nhau trên hai lần cái nào được nhỉ không đúng không? phải là kiranai đúng không? câu này là câu sai tiếp câu c mình gọi là Kai Fuita Furo ya Yoki no Kayu to Kire Hashi no Kayu ga Onaji de aru koto o kangenin suru. Ở đây mình có nghĩa là xác nhận đúng uh, không? Xác nhận gì nhỉ? Số lượng của chai lọ và cái túi đã được mở ra bóc ra và cái số lượng mà cái miếng cắt đúng uh, không? Mình có giống nhau hay không? Thế là câu C này cũng đúng. Thế là trong câu 3 câu sai là câu B.

nguyên nhân gây hại mà chạy ra do do gì nhỉ? Do kim loại này, nhựa cứng này và đá hay gì đó đó mà đã nào nhỉ? Đấy là trộn lẫn vào nguyên liệu thì là có những nguyên nhân gây hại chủ yếu nào? Ở đây mình sẽ chọn câu đúng. Câu A mình gọi là C muối tự kỳ in là nguyên nhân gây hại chủ yếu mang tính à, cái này là sinh học. Tiếp B mình gọi là Butsuri teki là nguyên nhân gây hại chủ yếu mang tính cái này là vật lý. Câu C mình gọi là kagaku teki kigai yoin. Cái này là nguyên nhân gây hại mang tính hóa học. Rồi cái này mình sẽ lướt qua nội dung một tí cho mọi người hiểu thêm về cái này nhé. Rồi vật lý sẽ liên quan tới kinyoku garasu và vừa EC đúng không? Còn hóa học thì nào nhỉ? Sẽ liên quan tới các hóa chất, chất tẩy rửa. Rồi sáng câu C. câu C mình gọi là, à câu này mình gọi là C bướm chữ, có nghĩa là sinh học thì sẽ liên quan tới các loại virus, vi khuẩn. Cái này mọi người nhớ mở tài liệu để ôn lại ở nhà nhá Sau khi mình lướt qua thì mình thấy là câu nào cũng đúng nhỉ? đúng con này nhỉ cái này là liên quan tới vật lý đúng không câu b tiếp bây giờ mình sẽ sang câu 25 cả nhà nhé câu 25 rồi câu 25 của mình mình có là nội dung như sau soi kiêng no motto mo teki chữ na mono hitochu eraminasai ở đây như nào nhỉ mình sẽ chọn câu thích hợp nhất đúng không về cái giải thích của soi gen có nghĩa là kỳ hạn tiêu dùng. Của A mình có là genzai o tsukatte mo yoi kikan no saigo no hi no koto sự Cái này là là cái ngày mà sau cùng của kỳ hạn tốt nhất đúng không? vẫn có thể nào nhỉ? Sử dụng được nguồn nguyên liệu. Của B mình có là mikai funo kako suu hyougo kimeraita youken de hozon tabai ni o Oishiku được kikang no saigo no hi desu Cái này như nào nhỉ? Đây là, là ngày cuối cùng của kỳ hạn Đấy là vẫn có thể ăn ngon được Trong trường hợp nào nhỉ? Đã bảo quản ở trong điều kiện đã được quyết định Của những thực phẩm mà đã được chế biến Khi chưa chưa bóc, chưa mở ra đúng không? Còn C mình gọi là Mikai fu suy suingo kimeraita yoken đệ bàị ta beta đi cắt đi được cái được khi căngố sai gohí để sự cái này nhỉ? là nhỉ cái ngày cuối cùng của kỳ hạn mà mình có thể là nhỉ ăn có thể sử dụng được trường hợp như nào nhỉ là mình đã bảo tồn trong bảo quản Bảo tồn trong điều kiện đã được quyết định của những thực phẩm gia công chế biến mà khi mà mình chưa chưa mở ra đúng không rồi thế là câu đúng của câu này là câu nào ở nhà nhỉ? Phải là câu câu C ở nhà nhá. Còn câu B mình có là của là sumi, mi Kigen. Somi So mi ki So mi ki cả nhà nhá. Đấy, chữ này này tiếp của A mình gọi là là thời hạn sử dụng ở nhà nhá. Mình gọi là CEO kỳ Đấy. Cái này là kỳ hạn sử dụng. Cái này là kỳ hạn tự thức. Nghĩa là qua cái thời gian này mình vẫn có thể dùng được. Nhưng mà không ngon thôi. Đã rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 26. Rồi nội dung câu bài của mình có nội dung như sau. Hát no nana gensu de gensu no sete to wa nani o shimasu ka? Majigatte iru mono erande kudasai. Ở đây nào nhỉ? Trong bảy nguyên tắc của HACB đúng không? Thì nguyên tắc có tên là thiết lập phương pháp kiểm chứng. Thì làm về cái gì? Cái này mình sẽ chọn một câu. Câu sai. Câu A mình gọi là gồm go made ni kimeta yarikata ga kia yo yon no yokio ya tegen ni yukure aru koto kakunin suru ở đây là gì đây là những cách làm mà đã được quyết định từ trước cho đến nguyên tắc thứ năm đúng không? thì mình như nào nhỉ? là phải xác nhận này những cái việc mà có hiệu quả để loại bỏ cũng như là làm giảm cái nguyên nhân gây hại chủ yếu. câu b mình có là yu yo kangi te ga kangi kijun o đi chữ là chữ chi tả bài kijun tori ni suru tame ni wa do chitara yoi ka o ki kimeru nào nhỉ cái này là trường hợp đúng không mà cái này nhỉ điểm quản lý quan trọng nhỉ nhỉ là lời khỏi gì cái quy chuẩn của quản lý thế nào nhỉ mình phải quyết định quyết định cái gì quyết định để, để là theo đúng không? để quay lại theo như cả cái chuẩn thì mình làm nào thì tốt thì cái này mình cần phải xác nhận đúng không? Câu C mình gọi là nguyên su go nhị kimeta ga kê các cự đồ đi cô sarete được cô tổ các cái sự kime kime được cái này nào nhỉ? Đây là những cách làm đúng không? đã được quyết định từ nguyên tắc trước cho đến nguyên tắc thứ năm đúng không? Thì nào nhỉ? Là mình cần quyết định cái phương pháp xác nhận cái gì? chấp nhận những cái mà mình cần thực hiện, thực hành theo như kế hoạch. Thế là trong câu a này, câu nào là câu sai cả nhà nhỉ? Cái này nếu mọi người đọc tài liệu thì chắc chắn là câu B là câu sai đúng không? Tại vì câu B này sẽ nằm trong nguyên tắc số 5, Kaizen Sochi, có nghĩa là à, biện pháp cải thiện. Còn câu A và câu C là của Kenso no là của nguyên tắc. Thứ sáu là phương pháp kiểm chứng. Rồi đây mình sẽ lướt qua tư liệu cho mọi người tí nhé. Đây, Đó. cái này mọi người về nhà nhớ ôn lại từ nguyên tắc số 1 tới nguyên tắc số 7 giúp mình nhé. Đây, Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 28 ở nhà nhé. Rồi, câu 28 của mình có nội dung như sau. Mình có là Ferer sevu tối nó o Câu này mình gọi là ferer sefu ở trong tiếng Anh đúng không? Thì từ này trong tiếng Nhật mình gọi là anzen sochi Có nghĩa cụm từ này là trang thiết bị an toàn đúng không? Trang thiết bị an toàn. Thì có nghĩa là gì? Ở đây mình sẽ chọn câu, câu đúng. Câu A mình gọi là Nang ne ka ga ki ka ni tsumatte mo ki ka ga tomaranai sumi Thì có cơ chế là nếu mà có cái gì đó mà dù đúng không có mắc vào máy hay là bị kẹt vào máy thì máy vẫn không dừng Thế là câu này mình thấy là sai sai đúng không Câu B mình gọi là bư hiên á cô wa re ta ri hiên á tsumatta ri shita ga jiro ni tomaru sumi Có nghĩa là nào nhỉ? khi mà linh kiện bị hỏng mà nó sản phẩm bị mắc kẹt ấy, thế nào nhỉ máy sẽ có cơ chế là tự động dừng đúng không cái này nghe hợp lý tiếp cô c mình gọi là đen na đồ nội di cô gạ hạt c si tư ký ở đây có nghĩa là dù có phát sinh ra cái tai nạn sự cố ví dụ là ngắt nguồn điện đúng không thế cơ chế là máy không dừng thì trong bao này con nào có đúng cả nhà nhỉ? Phải là câu B đúng không? Tại vì đây là Anzen Sochi mà đúng không? Thiết bị an toàn nên là câu đúng là câu B còn câu sai là A và C. Và giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 29 cả nhà nhá, 29. Rồi và giờ mình sẽ sang câu 29 cả nhà nhé Câu 29 có nội dung là Kikaino Senjo sô cựu chơi tè ta siêu nổ chữ erabinasai ở đây mình sẽ chọn câu câu đúng về cái việc mà rửa hoặc là khử nó khử trùng máy móc của a mình gọi là genzaio kaitara nên rồi này đấy nhị shiro shita câu này nào nhỉ nếu mà mình thay nguyên liệu không, không thì mình như nào nhỉ nên sử dụng nguyên liệu tiếp theo mà không cần phải rửa cái này mình thấy xin nay là nghi là thấy sai đúng không câu b mình có là bưng cai để cái được bư bưng quá bưng cai ste trên rồi sự có nghĩa là bộ phận mà mình có thể tháo ra đúng không? tháo rời ra thì mình tháo và rửa cái này thấy đúng đúng này mình để đây nhá. câu c mình có là số cử hiếu nghĩ cho cử xét sự được bư bưng quá trên rồi xin này để số cự sư để bà y có nghĩa là bộ phận mà mình trực tiếp đúng không? sờ vào sản phẩm thì nào nhỉ là mình khử độc khử trùng má không cần rửa cũng được rồi cái nào được nhỉ Thế là không đúng không Thế là trong trong ba con này mình thấy có A có C thấy sai sai không Thế là chỉ có B là có đúng nhất rồi cái này mọi người tham khảo vào trong tài liệu ở trang thì bày ở nhà nhé đoạn này này đoạn này cái này mình có kèm lớp rồi nên là mình vứt vứt nên mình viết qua cho mọi người nhé đây gọi là bộ phận mà mình có thể tháo rời ra đúng không thì mình tháo rời và rửa rồi chưa còn có a thì đúng phải là sư rự đúng không cái này phải là sư rự thì nay thì cũng được rồi và bây giờ mình sẽ tiếp tục sang câu 30 mươi Rồi câu 30 của mình có nội dung như sau, mình có là Kabino seime jite tashimono hitochu erabinasai Câu này mình sẽ chọn một câu đúng về việc giải thích nó móc ừ. Của A mình có là Kabi wa rukusho ga nai no de hotemo đây nào nhỉ Nó móc ừ. vì không có độc tố nên là Hotte còn hô được có là nghĩa là vứt bỏ ném đi Nhưng mà chỉ cái đây là không cần ừ. Quan tâm cũng được Nghĩa là vứt bỏ nó đi cũng được nghĩa không cần quan tâm nó cũng được nó không? B mình gọi là mai mê cũng được nhị xuống ra trên này nổi đấy hô dôn tôi có nhị chưa chưa được thì này nghĩa là vì đúng loại nằm mông này không tồn tại ở các loại đậu này ngũ cốc ví dụ như là ngô khoai sắn nó không thì... trong lúc của mình bảo quản thì không cần chú ý một cách đặc biệt cũng được đúng không? Câu C mình gọi là k vi mộ, BC C với chữ nô, hi tô chữ sự, nó mốc cũng là một loài vi sinh vật. Là người xem là câu nào là câu đúng nhỉ? Câu đúng của mình ở đây là câu C gọi nhà nhé. Nó mốc là một loài vi vật và có độc tố ở đây là nai nên là sai đúng không? và cái này là sẽ tồn tại đúng không? tồn tại ở các loại đậu này cốc nên là xin thì không được cũng đúng ở đây có c rồi mọi người nếu mà ai mà chưa học thì mọi người lướt qua tài liệu ở trang 14 bốn nhà nhé ở đây này đấy những ai cần tài liệu thì mọi người nhớ vào đường link ấy, của mình ấy, tại về và học ở nhà nhé đây không nào? là một loài vi sinh vật này và không thể tiêu diệt một cách hoàn toàn rồi và tồn tại ở các loại ngũ cốc này đậu này rau hoa quả nên một người nhớ ôn kỵ ở nhà nhé